Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghệ sĩ Thường Tín từng sống chung với 12 người phụ nữ và cái nợ với vợ trẻ kém 32 tuổi. Diễn viên Thường Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Tháp Chàm. Anh bén duyên nghệ thuật từ năm 13 tuổi, để lại tên tuổi trong hơn 200 bộ phim điện ảnh. Cuộc đời kỳ lạ và con đường tình trường của nam diễn viên đào hoa này được nhiều người quan tâm, trở thành cuốn tiểu thuyết tình ái nổi tiếng đời nghệ sĩ. Chia sẻ trong cuốn hồi ký Thường Tín, Một đời giông bão, khán giả quan tâm điện ảnh rất bất ngờ khi biết Thường Tín từng sống chung với 12 người phụ nữ. Ở 60 tuổi khi đã hết duyên, Thường Tín còn lại chữ nợ với người vợ kém anh 32 tuổi và cô con gái nhỏ. Vậy 12 người phụ nữ đó là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu. Sống chung với hai người phụ nữ từ năm 16 tuổi. Trong nhiều mối tình sâu đậm lẫn thoáng qua, Thường Tín cho hay anh từng sống chung với phụ nữ từ khi còn đi học. Mối tình đầu anh gặp gỡ cô gái tên Thúy, cô đa tình, gặp người đàn ông nào cũng tán tỉnh để rồi sống chết vì Thường Tín. Cô thì manh từ Đà Lạt về Sài Gòn, đòi bán nữ trang mẹ cho để sống chung với anh. Hai người quen nhau được vài tháng thì đường tình đôi ngả vì anh không yêu cô. Sau đó Thường Tín bén duyên mới cùng người phụ nữ tên Xuân, cô bí ẩn và khá giàu có. Nhưng rồi Thường Tín cũng đành ngậm ngùi chia tay mối tình thứ hai khi cô mang trong mình giọt máu của anh và lặng lẽ đính hôn sang Mỹ định cư với người đàn ông khác. Cuộc tình này kết thúc chóng vánh trong 7 tháng. Đến bây giờ, Thường Tín cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về người con gái tên Xuân và con gái. Anh từng mặn nồng với nhiều thiếu phụ. Sau này, Thường Tín kết hôn với bạn học cùng trường là Thủy Tiên vì chót lỡ lấy đi sự trong trắng của cô. Họ có với nhau một người con trai là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Đến bây giờ tình cảm cha con vẫn thắm thiết dù hai vợ chồng đã chia tay ít lâu sau đó vì tính khí hay ghen tuông vô cớ của Thủy Tiên, mẹ của ca sĩ Thanh Tùng. Người vợ thứ hai của Thương Tín là một thương gia giàu có ở Sài Gòn thập niên 80, cô tên là Trần Thị Nghĩa, từng trải qua đời chồng và có con riêng. Tuy nhiên vì yêu thương Thương Tín hết lòng nên cô sẵn sàng cho anh nhà đẹp, xe hơi, đồ đắt tiền và đánh cả con đẻ vì Thương Tín. Tuy vậy anh lại không yêu Nghĩa mà chỉ bên cạnh cô vì vật chất. Thương Tín chia sẻ, sau khi Nghĩa chết, cô mãi là cuộc tình day dứt nhất trong cuộc đời anh, khiến anh ôm hận day dứt. Dường như cô có mặt trên đời này để yêu thương và chăm sóc cho tôi trong quãng đời bé mọn này. Rồi khi đã xong nhiệm vụ, Nghĩa trả lại tôi trở về bình an. Nhưng từ đó tới nay tôi thực sự đã bất an vĩnh viễn trong tâm hồn. Sau khi kết thúc với Nghĩa, anh quen Phương Quỳnh, diễn viên chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hai người về sống chung với nhau, nhưng vì Phương Quỳnh là cô gái ham vui, đam mê nhảy đầm nên có thai được 6 tháng liền bị sảy mất. Vì vậy tình cảm của họ nhạt dần rồi Quỳnh vượt biên sang Mỹ. Thời điểm đó Thương Tín khao khát có con, anh quen Hồng Nhung, con gái của một người bạn thân, bị gia đình ngăn cản. Hồng Nhung quyết xách vali bỏ đi sống chung với Thương Tín. Họ chia tay sau 10 năm vì Hồng Nhung có con 5 lần 7 lượt đều lặng lẽ đi phá thai. Thương Tín chia sẻ, trước đó anh đã cảnh báo vợ, anh nói thật với em, mình sống với nhau cứ vậy hoài, không có gì thay đổi thì chán lắm. Chỉ có đứa con mới có thể thay đổi không khí trong nhà. Anh gia hạn cho em 1 năm, nếu không có con thì chúng ta giải tán. Vậy là anh ra đi thật. Hồng Nhung hiện tại sống ở Mỹ và thỉnh thoảng cô về, hai người vẫn hẹn nhau đi cà phê vài lần. Tiếp đó Thương Tín quen nghệ sĩ tên Hải Định. Hai người cặp với nhau một thời gian và nhận ra không có tình cảm. Đúng lúc Hải Định có thai thì họ chia tay và quyết bỏ đứa con. Sau này Hải Định cũng qua Mỹ và lập gia đình. Người phụ nữ thứ 8 xuất hiện trong tình trường của Thương Tín là nữ hoàng ảnh Lịch Diễm My. Cô là người thích và chủ động tán tỉnh Thương Tín. Họ yêu nhau 2 năm thì chia tay. Tiếp đó Thường Tín quen hai người phụ nữ tên là Lệ Hằng. Một người là nhà văn, người kia là buôn ma túy. Lệ Hằng là nhà văn, là tác giả kịch bản phim Bình Nguyên Xanh nổi tiếng. Thương Tín kể anh đổ trước người đàn bà này vì lý do khá kỳ quặc. Được cô mời về nhà chơi và nghe con gái cô đánh đàn, tự nhiên anh thấy yêu cô. Đám cưới duy nhất trong đời Thương Tín là với người phụ nữ cũng tên là Lệ Hằng. Người Lệ Hằng này lại là trùm buôn ma túy. Trước đó anh kết hôn với cô để được bảo lãnh qua Úc. Giữa hai người không có chuyện yêu đương nào. Sau anh phát hiện người đàn bà này là một mắt xích trong đường dây buôn ma túy quốc tế nên dự định đi Úc của anh không thành. Người thứ 11 góp gạo thổi cơm chung với Thương Tín tên là Hà, nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần. Trong thời gian chung sống với người phụ nữ này thì Thương Tín vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến việc đánh bài, gá bạc và bị khởi tố. Thương Tín bị kết án tù treo. Sau sự việc này, Thương Tín bỏ Sài Gòn về Ninh Thuận một thời gian dài. Tình cảm của anh với người phụ nữ tên Hà cũng vì sự cố này mà chấm dứt. Chạm dừng chân với người vợ trẻ kém 32 tuổi ở tuổi 60. Thời gian ở Ninh Thuận, Thương Tín quen Kim Chi sinh năm 1988. Cô gái này kém anh 32 tuổi, là người yêu của bạn thân. Khi người yêu Kim Chi mất, Thương Tín đã đến viếng bạn và ân cần quan tâm.
an ủi Kim Chi khiến cô trao trọn trái tim cho anh. Kim Chi chia sẻ, lúc đó khi tôi đang rất đau buồn vì bạn trai mất, anh Tín là người bạn của người yêu tôi. Anh ấy đến viếng đám ma, thấy tôi đau khổ và buồn, anh Tín đã động viên tôi rất nhiều. Thế rồi Kim Chi mang thai ngoài ý muốn của cả hai. Chị thông báo điều này cho Thương Tín biết, nhưng anh nói không muốn nhận con. Biết vậy nhưng Kim Chi không trách anh, cô quyết định giữ cái thai và mong Thương Tín trở về. Khi con gái được 7 tháng tuổi trong bụng mẹ, hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Lúc này Thương Tín xuôi lòng mà nói, trước kia anh luôn mong muốn có một đứa con gái nhưng mãi không có được. Do đó khi mới đầu nghe nói anh sắp có con, khi lớn tuổi như vậy anh thấy vui mừng và trách nhiệm. Điều anh lo lắng nhất là không đem lại được hạnh phúc trọn vẹn cho em nên mới nói vậy, chứ không phải là không muốn nhận con. Bây giờ chúng ta cố gắng làm lụng nuôi con để lo cho con một tương lai tốt đẹp, đem lại một gia đình đầm ấm đúng nghĩa cho con em nhé. Hiện tại hai người sống hạnh phúc bên nhau tại Phan Rang. Thương Tín vẫn đi về giữa nơi Sài Gòn và Phan Rang để chăm sóc cho con gái và vợ. Con gái xuất hiện thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời Thương Tín. Trước đây anh quyết tâm rời xa điện ảnh, về quê sống cuộc đời giản dị. Từ ngày có con, Thương Tín miệt mài trở lại phim trường. Anh nói thẳng, tôi đóng phim phần lớn cũng vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đầy đủ thì lại không có con gái để lo. Giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ tôi không chịu được. Thương Tín tin vào hai chữ duyên nợ cuộc đời. Anh nói không phải do mình đào hoa mà do số phận sắp đặt vậy. Điều đó do anh chiêm nghiệm từ cuộc đời mình. Dù không có giấy tờ, đám cưới, anh vẫn chia đôi tài sản cho người mà anh xem là vợ. Khi mình sống biết điều thì sẽ khiến những người sống với mình không oán trách mình được điều gì. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.